Chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của nhóm review. Hôm nay nhóm xin hướng dẫn các bạn làm một bộ sản phẩm điều khiển qua Bluetooth. Tính năng của bộ điều khiển này vừa có thể điều khiển qua Bluetooth và vừa có thể điều khiển bằng phím cứng. Đầu tiên chúng ta sẽ cần chuẩn bị một số module và dụng cụ như sau. Thứ nhất là một cái điện thoại để điều khiển. Thì ở đây mình sẽ sử dụng điện thoại chạy hệ điều hành Android. Và thứ hai là một cục nguồn. Thì đây mình sử dụng nguồn 5.5V 500mA, cục nguồn này khá rẻ. Thứ hai là một kit STM8V bản V2. Thứ ba, một module Bluetooth HC06. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng HC05. Ở đây mình sử dụng HC06 và Slaver. Và một module delay 4 kênh. Và một module delay 4 kênh. Một bàn phím keyboard 1x4. Dây 40B tay cái và đứng cái để bảo vệ cho thiết bị. Chúng ta chuẩn bị thêm một cái hộp. Thì ở đây mình sử dụng hộp nhựa BLC. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm thôi. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành nạp chương trình điều khiển cho kit STM8. Sau đây mình sẽ tiến hành nạp chương trình cho cái kit STM8 ở đây. Các bạn sẽ sử dụng kit hành nạp ST-Link Mini nhé, kết nối các cái chân. Cắm vào máy tính và ở trên này mình sẽ sử dụng phần mềm ST-Tool là STVB. Vào đây chọn chuẩn swim này và tên này STM8F0033. Ok, lock file. Ok, và nạp xuống program coolant. Okay, rất là đơn giản. Thì, quá trình nhập chương trình đã thành công. Rồi, thì vừa rồi mình đã nạp chương trình cho cái kit STM8 ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kết nối thôi. Ok. Thì đầu tiên mình sẽ kết nối kit với lại module relay 4 kênh. Thì ở đây là sử dụng module relay 4 kênh 5V. Đây. Đầu tiên mình sẽ tiến hành kết nối VCC với lại VSS cộng và GND với VSS trừ để sử dụng chung nguồn 5V. Đây, ở đây mình đã hạ ở đằng sau rồi. Kết nối với lại kit thì các bạn sẽ đấu theo cái sơ đồ mà mình sẽ để ở góc màn hình nhé. Ok, mình đã kết nối xong kit với lại module relay. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết nối cái keyboard 1x4 với lại kit STM ở đây. Thì đây mình sẽ sử dụng dây đứng cái. Các bạn cũng đấu sơ đồ như ở trên, như ở góc màn hình nhé. Đây, mình sẽ quy định chân này là chân 1 này. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tiến hành kết nối module Bluetooth với lại sử dụng 4 dây để cái. Các bạn đấu RX vào VT5, TX vào VT6, VCC vào VSS cộng, GND vào VSS trừ của relay nhé.
Ok, thì ở đây mình đã kết nối xong. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn và test thử. Thì các bạn ở đây, cái đầu này các bạn sẽ cắt ra và dây màu trắng này là dây dương, còn dây không có vạch màu trắng là dây âm nhé. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn. Thì ở đây mình chỉ cần cấp nguồn cho relay thì nó sẽ nuôi cả cái mạch này rồi. Các bạn cấp vào VCC và GND. Ok, thì sau khi mình cấp nguồn này, bây giờ mình sẽ test các cái chức năng của nó trước khi mình lắp vào hộp để bảo vệ nó nhé. Cấp nguồn 5V 100mA. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ điều khiển trên phím cứng này. 1, 2, 3, 4, tắt. Đó là nhận. Bây giờ mình sẽ điều khiển từ trên điện thoại. Đầu tiên các bạn sẽ bật Bluetooth của thiết bị lên. Bật Bluetooth của điện thoại vào. Thì đây là HC06. Này, kết nối. Thì mật khẩu mặc định nó là từ 1 đến 4 nhé. Ok. Ok, thì nó đã kết nối thành công. Mình quay ra và vào cái app. Thì ở đây mình viết app điều khiển bố thiết bị này. Đây. Đó, chọn Bluetooth. Đồng thời bạn cũng có thể tắt ở đây. Ok, mình sẽ tiến hành lắp vào hộp. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào hộp này để bảo vệ. Và sẽ sử dụng một cái keo nến để bắn cố định nó vào. Ok, thì sau một thời gian loay hoay, mình cũng đã sắp xếp được các cái module vào còn gọn trong một cái hộp PLC ở đây. Và cái này thoi ra ngoài để nhấn đây. Thì ở đây mình hướng dẫn cắm cái dây 40p thì bạn nào cũng có thể làm được. Vì nhiều bạn không biết hàn ấy. Còn đối với bạn nào biết hàn này thì có thể hàn cái dây ngắn hơn và nhỏ gọn hơn thì trông nó đẹp hơn. Ok, thì bây giờ mình lắp hộp vào và đem ra sử dụng thôi. Ok, thì sau khi mình đã lắp bắt vít xong này, cấp nguồn này, thì cái bàn phím key 4 này các bạn sẽ dán lên đây. Dán lên đây cho tiện nhé. Các bạn bóc cái này ra. Và dán luôn lên trên mặt hộp này. Ok. Mặt cái kẹo rồi thì chắc. Rồi, thì sao mình đã có một cái bộ sản phẩm điều khiển Bluetooth và điều khiển qua bằng keyboard này. Đấy. Các bạn muốn vì ở đây sử dụng relay nên các bạn có thể bật tắt các cái nguồn AC hoặc DC, ví dụ như cái bóng đèn AC, DC. Đấy. Thì trên đây nó vừa hướng dẫn các bạn làm một bộ điều khiển thiết bị qua Bluetooth và keyboard trực tiếp trên đây. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy sản phẩm của mình hay và bổ ích thì hãy nhớ like, comment và share video của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.